Dạ vâng, xin kính chào toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của ô tô cũ giá xinh nhất cả nước ạ. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể bà con cô bác xem một chiếc xe phải nói là rất là bền bỉ, được mệnh danh là một chiếc xe nồi đồng cối đá phá không hỏng. Chiếc xe Toyota Vios được sản xuất năm 2010 với động cơ máy 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Vâng, bà con cô bác mình quan tâm chiếc xe Vios này, hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 nhé. Đặc biệt bà con cô bác xem video đầu tiên của em thì xin hãy ủng hộ cho em một lượt like ạ, một lượt chia sẻ và đặc biệt là ấn đăng ký kênh. Nếu mà mình đã đăng ký kênh rồi thì hãy nhớ bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật những mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày ạ. Vâng, chiếc xe này thì được sản xuất năm 2010, động cơ 1.5 tư nhân biển Hải Phòng V5A 26921 ạ. Với chiếc xe Vios 2010 này thì là một chiếc xe Vios bản limo, nhưng đặc biệt con này phải trang bị khá là nhiều rồi. Thường dòng xe Vios limo thì họ chỉ độ lên la đăng đúc thôi, nhưng đặc biệt con này họ đã độ lên 4 phanh đĩa này đấy, độ 4 phanh đĩa nhé. Và đặc biệt là độ cả như là cái hệ thống tay nắm mở cửa của dòng xe Vios bản E cơ. Nếu mà tiền độ của con này nó phải lên đến tổng khoảng mười mấy và 20 triệu tiền đồ cơ. Na răng đúc đã là 4-5 triệu rồi. Đấy, còn lại phanh đĩa nữa này, và cũng như là có tay nắm mở cửa đều là được độ của Vios E cơ. Đấy, những cái phần tay nắm vịn cửa này, cũng như là mở cửa nữa đấy ạ. Đấy, đây ạ. Đặc biệt là với chiếc xe này, mặc dù là bản limo, đó là bản thiếu, nhưng mà quan trọng nhất là về phần chất lượng của chiếc xe này. Đấy, keo chỉ của chiếc xe phải nói là còn zin gần như là 100% nhé. Đây ạ. Thường thì những cái dòng xe này ở dưới đây đấy ạ. Đấy, ngay sát cái gần cạnh ba bu lê này nó sẽ có hiện tượng han mục mọt nhưng đây của nó này. Đấy. Bà con cô bác xem là những cái đường này của nó này phải nói là còn nguyên bản hết nhé, nguyên bản hết ạ. Và cũng quay phần gầm luôn để cho bà con mình xem luôn này, đây ạ. Đấy, còn đó là gầm của chiếc xe này rất là đẹp luôn. Thì em nắm mới mua được một chiếc xe Vios 2010 bản limo mà lại đẹp như thế này nhá. Đây, vô lăng của chiếc xe này, đây ạ, trang bị vô lăng 3 chấu này. Trần của chiếc xe cũng vẫn là trần nỉ, chưa bị thay trần. Một số người họ thì không thích cái trần nỉ mà lại họ thích cái trần 3D. Nhưng mà nếu mà về độ em là người bán hàng, theo những quan điểm của em thì trần nỉ nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều. Đấy, ghế da thì còn tương đối sạch sẽ, sáng sủa, ok này, đây ạ. Độ hệ thống gương kính điện cụp xòe đấy ạ. Hiện tại thì em chưa mở, cho nên là chốc nữa em sẽ kiểm tra hết hệ thống gương cụp xòe và hệ thống kính kiệp luôn để cho bà con mình xem. Đây, cửa giá đóng này rất là chắc chắn luôn đấy ạ. Đây, và nó là rất là chắc chắn nhá. Đây là phần nội thất đằng sau của chiếc xe. Và giá của con này thì thực sự là rất là hấp dẫn so với một con ở cửa hàng bên em. Đấy, đây cửa giả đóng này phải nói là rất là ok. Đấy, 189 triệu đồng thôi, Vios limo 2010 đã lên kịch. Và đó là còn rất đẹp. Đấy, 4 phanh đĩa này. Đấy, độ tay nắm mở cửa của Vios E nữa cơ. Và cũng như là hệ thống gương kính điện cụp xòe đầy đủ rồi. Đây em quay phần cốp này. Đây ạ, phần cốp xe đây nhá. Lốp xe cua này. Và lốp thì cũng đầy đủ hết đây rồi đấy ạ. Đây, cái này vẫn còn này. Đấy, chủ xe họ cẩn thận, họ còn cả may cả cái này lại và dán trên đây rồi. Đây, đấy, những cái phần đường keo chỉ của cốp của nó này phải nói là còn rất là đẹp nhé. sự là lâu lắm rồi em mới mua được một chiếc xe Vios 2010 bản limo màu đẹp như thế này. Và nó là lâng kịch rồi. Đấy, hiếm lắm với một con mà được chủ xe họ độ nhiều như vậy đúng không ạ? Đây, 4 phanh đĩa nhé. 4 phanh đĩa này. Phần cô lốp này. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt. Đây, nhìn cái phần cánh cửa của chiếc xe đi ạ. Đấy, phải nói là rất là ok luôn. Đây, đấy. Bà con cô bác mình nhìn những cái đường cánh cửa này. Đấy, những cái đường viền đây là gọi là keo chỉ của chiếc xe này. Đấy, phải nói là còn nguyên bản hết nhá. Đây, dưới đây của nó đi ạ. Đấy, phải nói là chủ xe rất là giữ gìn luôn. Và đăng kiểm con này đây tháng 12 2023 nhá, cuối năm nay mới hết đăng kiểm. Hệ thống xi nhan trên gương này, 189 triệu đồng. Vios limo 2010 đẹp xuất sắc luôn. Đấy, phải nói là đẹp xuất sắc ạ. Con này biển Hải Phòng rồi, giá bán là 189 thì sẽ bao gồm mà phí rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển toàn quốc luôn. Ngày hôm nay là ngày 24, cũng là một ngày khá là đẹp, cho nên là em cũng đã thành công giao mấy con rồi này. Đấy, một con Tucson 2009 form cũ về Thanh Hóa rồi này. Đấy, và full tiền một chiếc xe Kia Carens 2010 bản thiếu 1.6. Đấy, em cũng đã full tiền rồi. Đấy, hệ thống gương cụp xe này. Đấy, hệ thống đèn đóm cảnh báo này. Với chiếc này thì trang bị đầu đài nguyên bản nhé. Đầu đài nguyên bản đây ạ. Điều hòa này, đấy. Điều hòa cơ và nóng lạnh 2 chiều. Chỉ mở số 1 thôi đã rất là mát rồi. Đây ạ, phải nói là vô lăng của chiếc xe còn rất là đẹp nhé. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp. Đây, biểu tượng của Toyota này. Đấy. Đây ạ, củ số này. Phanh tay. Đấy. Nội thất sáng sủa sạch sẽ ok. Trần nỉ này. Đấy, hệ thống đèn trần. Chắn nắng hai bên. Và với dòng xe này thì quan trọng nhất là về phần chất lượng máy móc của chiếc xe. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay về phần máy của chiếc xe Vios 2010 này để cho bà con cô bác mình cảm nhận nhé. Cảm nhận chiếc xe của nó là đẹp xuất sắc luôn. Limo mà đẹp gần như là bản E luôn ạ. Dạ vâng, đây là phần máy móc của chiếc xe Vios 2010 bản limo và đã lân kịch này. Đây ạ, máy nổ này. Tiếng máy nổ phải nói là êm thim thít luôn. Và máy thì không có hiện tượng rung lắc này. Đấy, không có hiện tượng là bỏ máy hay là hiện tượng ngấm dầu và chảy dầu. Với dòng xe này thì là một chiếc xe phải nói là được rất là nhiều người dân ưa chuộng, lựa chọn dòng xe Vios tại vì là độ bền bỉ này, giá thành hợp lý này. Và chúng ta đi một thời gian mà có bán thì nó cũng sẽ, cái giá khi mà mình bán ra nó cũng sẽ đỡ lỗ hơn so với một số những dòng xe khác nhé. Đấy ạ. Đây, đèn đóm này. Đấy, sáng trưng luôn. Máy nổ thì rất là êm. Đây em mở cái phần lắp dầu cho bà con cô bác mình xem này. Lắp dầu này rất là chặt. Em không, nhiều khi tay chị em phụ nữ mình yếu quá không mở được ạ. Nhưng mà xe thì sẽ không có hiện tượng hơi thừa nhá. Đấy, lắp dầu rất là chặt, không thể nào vặn được. Quan trọng nhất là về phần máy này. Đấy, máy lỗ êm, dây cô loa không bị xước, không bị kêu về phần dàn cò này, khi dàn cò này, hay là điều hòa không bị lốc điều hòa mà không bị đi điều hòa, hay là bị bi may ơ gì cả. Đấy, phải nói là máy lỗ rất là chất luôn. Chất nhiều khi là chất hơn cả những dòng xe Vios bản E dịch vụ ra. Đấy, cùng đời mà chưa chắc đã đẹp bằng con này đâu ạ. Đây, những cái phần cabo này. Đấy, đường viền cabo này. Và đó là còn rất là đẹp nhá. Dạ vâng, một siêu phẩm đến từ nhà Toyota. Chiếc xe Toyota Vios được sản xuất năm 2010, bản limo và đã nâng kịch rồi. Đấy, nâng gần như là bản E và nhiều khi còn đẹp hơn cả một số những chiếc xe Vios bản E cùng đời. Giá thì rất là hấp dẫn, chỉ có 189 triệu đồng thôi. Vâng, nếu quý vị khách hàng mình quan tâm, hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286. Đặc biệt bà con cô bác xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã quan tâm theo dõi kênh của bản của em trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.